Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 7 sách cánh diều. Chương 3, bài 2, tiết 2. Rồi trong video hôm nay, các em sang phần 3, thể tích và diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác. Rồi đầu tiên là các em vào phần hoạt động 7. Cho hình hộp chữ nhật A, B, C, D, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy có diện tích mặt A, B, C, D là S, cạnh A, A phẩy có độ dài bằng H, hình 28. Rồi các em biết là AA phẩy chính là chiều cao của hình hộp chữ nhật, hay nói cách khác là hình hộp chữ nhật có diện tích mặt đáy là S và chiều cao là H. Bây giờ các em tính thể tích hình hộp chữ nhật A, B, C, D, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy theo S và H. Rồi ở chương trình của môn toán các lớp trước thì các em đã biết cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Hình hộp chữ nhật có chiều dài là A, chiều rộng là B, chiều cao là C. Ở đây thầy giáo gọi chiều cao là H. Được chưa? Chiều dài là A, chiều rộng là B, chiều cao là H. Thì thể tích của hình hộp chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng và nhân với chiều cao, tức là A nhân B nhân với H. Đến đây ta nhận thấy A nhân với B nó chính là diện tích của một mặt đáy, đúng không? Mặt đáy nó là hình chữ nhật, mà diện tích của hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân với chiều rộng. Hay nói cách khác là A nhân với B nó chính là diện tích của một mặt đáy, đúng không? Cụ thể ở đây diện tích của một mặt đáy là S, thì các em sẽ thay A nhân B bằng S. Lúc này V sẽ bằng S nhân với H. Được chưa? V sẽ bằng S nhân với H. Rồi như vậy là chúng ta đã tính thể tích của hình hộp chữ nhật theo S và H. Từ đó chúng ta có nhận xét muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích mặt đáy, diện tích một mặt đáy nhân với chiều cao. Từ cách tính này, chúng ta sẽ suy ra cách tính thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác. Chúng ta cũng lấy diện tích một mặt đáy nhân với chiều cao. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ hoàn thành phần hoạt động 7 này như sau. Thể tích hình hộp chữ nhật A, B, C, D, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy là chúng ta lấy diện tích mặt đáy là S nhân với chiều cao là H, như thầy giáo đã phân tích ở trên. Được chưa? Đối với hình lăng trụ đứng tứ giác thì cách tính thể tích cũng tương tự như cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Bởi vì hình hộp chữ nhật thì nó chính là hình lăng trụ đứng tứ giác.
đúng không? Rồi, đối với hình lăng trụ đứng tam giác cũng vậy. Hình lăng trụ đứng tam giác có chiều cao là h, diện tích một mặt đáy là s, thì thể tích sẽ bằng s nhân với h. Được chưa? V là thể tích, s là diện tích mặt đáy và h là chiều cao. Hình lăng trụ đứng tứ giác cũng vậy. Chiều cao là h, diện tích một mặt đáy là s, thì thể tích sẽ bằng s nhân với h. V là thể tích, s là diện tích một mặt đáy và h là chiều cao. Các em hình dung được chưa? Như vậy cách tính thể tích của lăng trụ đứng tam giác và lăng trụ đứng tứ giác là giống nhau. Chúng ta đều lấy diện tích một mặt đáy nhân với chiều cao. Rồi như vậy chúng ta kết luận thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Cụ thể ở đây là V bằng S nhân với H, trong đó V là thể tích, S là diện tích đáy và H là chiều cao của hình lăng trụ đứng tứ giác. V bằng S nhân H. Các em ghi nhớ công thức này nha. Tương tự thì thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác cũng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. V bằng S nhân H. Trong đó V là thể tích, S là diện tích đáy và H là chiều cao của lăng trụ đứng tam giác. Các em quan sát hình 30. Rồi tiếp theo là các em sang phần hoạt động 8. Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác A, B, C. A phẩy, B phẩy, C phẩy. Hình 31. Và các em thực hiện hoạt động sau. Trước hết là các em trải mặt bên A, A phẩy, C phẩy, C thành hình chữ nhật A, A phẩy, M, N. Được chưa? Các em trải cái mặt A, A phẩy, C phẩy, C này ra thì ta được hình chữ nhật là A, A phẩy, M, N. Tương tự, các em trải mặt bên B, B phẩy, C phẩy, C này ra thì ta được hình chữ nhật là B, B phẩy, QP. Được chưa? Thì lúc này tổng diện tích của ba mặt bên, tổng diện tích của ba mặt bên nó chính là diện tích của hình chữ nhật MNPQ. Hay nói cách khác là ba mặt bên ghép lại thì chúng ta được hình chữ nhật MNPQ. Các em hình dung ra chưa? Rồi, câu E. Các em tính diện tích hình chữ nhật MNPQ. Câu B. So sánh diện tích của hình chữ nhật MNPQ với tích của chu vi đáy của hình lăng trụ đứng tam giác ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy và chiều cao của hình lăng trụ đó. Câu C là so sánh diện tích của hình chữ nhật MNPQ với diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy. Rồi trước hết là chúng ta cùng phân tích và làm câu E. Tính diện tích hình chữ nhật MNPQ. Bây giờ chúng ta cùng phân tích và tính nha. Diện tích hình chữ nhật thì bằng chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Chiều dài của hình chữ nhật MNPQ nó chính là
Nó chính là NP, đúng không? Chiều dài chính là NP. NP thì bằng B này, đúng không? Bằng B này cộng với C này, được chưa? Và cộng với E. B cộng C cộng E. Rồi các em viết lại cho đẹp theo đúng thứ tự là A cộng B cộng C. Được chưa? A cộng B cộng C. Đây là NP. NP chính là chiều dài. Chiều rộng là MN. MN thì bằng H rồi. Được chưa? MN bằng H. Vậy diện tích của hình chữ nhật MNPQ sẽ bằng chiều dài nhân với chiều rộng, tức là bằng NP nhân với MN. NP là A cộng B cộng C, nhân với MN là nhân với H. Được chưa? Đây chính là diện tích của hình chữ nhật MNPQ. Rồi tiếp theo là câu B. Câu B là người ta yêu cầu các em so sánh diện tích của hình chữ nhật MNPQ với tích của chu vi mặt đáy và chiều cao. Được chưa? Tích của chu vi mặt đáy và chiều cao. Thì trước hết các em tính chu vi mặt đáy trước. Chu vi mặt đáy A, B, C là chu vi mặt đáy chính là tổng độ dài của ba cạnh, đúng không? Mặt đáy là hình tam giác ABC thì chu vi của nó chính là tổng độ dài ba cạnh, hay nói cách khác là A này cộng với B này và cộng với C. Như vậy tích của chu vi mặt đáy và chiều cao sẽ là, các em lấy chu vi mặt đáy là A cộng B cộng C nhân với chiều cao. Nhân với chiều cao ở đây là H. Thì có phải là cái tích này nó bằng diện tích của hình chữ nhật MNPQ, có đúng không? Diện tích của hình chữ nhật MNPQ cũng là A cộng B cộng C nhân H. Rồi chúng ta kết luận. Vậy diện tích hình chữ nhật MNPQ bằng tích của chu vi đáy của hình lăng trụ đứng tam giác ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy và chiều cao của hình lăng trụ đó. Rồi nói ngắn gọn là diện tích của hình chữ nhật MNPQ bằng tích của chu vi đáy và chiều cao. Được chưa? Rồi câu C. Câu C là các em so sánh diện tích của hình chữ nhật MNPQ với diện tích xung quanh của lăng trụ đứng tam giác. À, ta thấy khi chúng ta trải hai mặt ra, đúng không? Chúng ta trải hai mặt ra thì ta thấy diện tích của hình chữ nhật MNPQ nó bằng tổng diện tích của các mặt bên hình lăng trụ đứng. Đúng không? Có phải là hình chữ nhật MNPQ nó được ghép bởi các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác? Hay nói cách khác là diện tích của hình chữ nhật MNPQ nó bằng tổng diện tích của các mặt bên hình lăng trụ đứng tam giác? Mà tổng diện tích của các mặt bên thì nó chính là diện tích xung quanh. Được chưa? Vậy chúng ta kết luận là diện tích của hình chữ nhật MNPQ bằng diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác. Được chưa? Rồi, từ những điều này thì chúng ta suy ra điều gì? Các em chú ý này. Diện tích hình chữ nhật MNPQ thì bằng tích của chu vi đáy và chiều cao. Mặt khác, diện tích của hình chữ nhật MNPQ bằng diện tích xung quanh. Vậy suy ra diện tích xung quanh bằng tích của chu vi đáy và chiều cao. Được chưa? Tức là muốn tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác thì các em sẽ lấy
chu vi đáy nhân với chiều cao. Như vậy ta có diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác hay là hình lăng trụ đứng tứ giác bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Tức là S xung quanh bằng C nhân với H. Trong đó S xung quanh là diện tích xung quanh, C là chu vi đáy, H là chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác hay là của hình lăng trụ đứng tứ giác. Rồi, các em ghi nhớ công thức này nha. Như vậy, trong bài hôm nay thì chúng ta học được hai công thức. Công thức thứ nhất là thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác hay là lăng trụ đứng tứ giác bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Diện tích xung quanh của lăng trụ đứng tam giác hay lăng trụ đứng tứ giác bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Được chưa? Thể tích thì bằng diện tích đáy nhân chiều cao. Còn diện tích xung quanh thì bằng chu vi đáy nhân chiều cao. Rồi tiếp theo là các em sang phần ví dụ. Cho hình lăng trụ đứng tam giác với hai đáy là hai tam giác vuông và các kích thước được cho như ở hình 32. Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác đó. Các em tính thể tích và diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác này. Trước hết là các em tính thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác. Thể tích thì bằng diện tích mặt đáy nhân với chiều cao. Chiều cao ở đây biết chưa? À, chiều cao bằng 60 cm rồi. Bây giờ các em tính diện tích mặt đáy trước. Mặt đáy là hình tam giác vuông. Mặt đáy là hình tam giác vuông. Muốn tính diện tích của hình tam giác vuông thì các em làm thế nào? Rồi các em cùng ôn lại. Hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông lần lượt là A và B. Hai cạnh góc vuông lần lượt là A và B. Rồi, hai cái hình tam giác vuông này ghép lại với nhau, ta được một hình chữ nhật. Được chưa? Tức là diện tích của hình tam giác vuông thì nó sẽ bằng nửa diện tích của hình chữ nhật này. Hay nói cách khác là nó bằng A nhân B chia 2. Đúng không? Diện tích của hình tam giác vuông nó bằng nửa diện tích của hình chữ nhật này. Tức là bằng A nhân B chia cho 2. Được chưa? Áp dụng, chúng ta tính diện tích của mặt đáy. Mặt đáy là hình tam giác vuông. Vậy nó sẽ bằng 30 nhân 40 chia 2. 30 nhân 40 chia 2. Đây. 30 nhân 40 chia cho 2. Được chưa? Thì đây chính là diện tích của mặt đáy này. Nhân với chiều cao. Tức là nhân với 60. Được chưa? Thì chúng ta được kết quả là sau khi tính xong thì chúng ta được kết quả là 36.000. Rồi các cạnh đều có đơn vị đo là cm thì thể tích sẽ có đơn vị đo là cm khối. Tiếp theo là các em tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác đó. Diện tích xung quanh thì các em lấy chu vi đáy nhân với chiều cao. Được chưa? Chu vi đáy chính là chu vi của cái hình tam giác vuông này. Mà muốn tính chu vi của hình tam giác thì chúng ta sẽ tính tổng độ dài của ba cạnh. Tức là các em lấy 30 này cộng với 40 này và cộng với cạnh này. Thì cạnh này nó bằng cái cạnh này. Tức là bằng 50. Chu vi đáy là 30 cộng 40 cộng 50. Nhân với chiều cao tức là nhân với 60. Rồi, sau khi tính toán thì chúng ta được kết quả bằng bao nhiêu? 7.200. Các cạnh có đơn vị đo là cm thì diện tích sẽ có đơn vị đo là cm vuông.
Rồi phần bài tập thì các em sẽ theo dõi tiếp ở video sau. Xin chào và chúc em học tốt.